Chào mừng anh em đã trở lại với bản tin hôm nay của Man City Homie. Chúng tôi sẽ đem tới cho anh em những chuyển động nóng nhất và nhanh nhất của câu lạc bộ thân yêu. Hãy đón xem bản tin trên kênh YouTube Man City Homie. Đừng quên đăng ký và ấn rung chuông để chúng tôi có thêm động lực sản xuất những món ăn tinh thần mới nhất cho anh em nhé. De Bruyne khoe tóc mới thời thượng, Pep đòi giải thích. Sau khoảng thời gian nghỉ hè, Kevin De Bruyne vừa trở lại hữu quân cùng toàn đội Man City. Tiền vệ người Bỉ ngay lập tức thu sự chú ý tại đại bản doanh của Citizen bởi vẻ ngoài hoàn toàn mới của mình. De Bruyne đã quyết định thay đổi kiểu tóc so với khi thi đấu tại vòng chung kết Euro 2024. Ống kính máy quay ghi lại, huấn luyện viên Pep Guardiola phản ứng khá hài hước với mái tóc sành điệu của cậu trò. Pep cười đùa: "Cậu sẽ phải giải thích kiểu tóc mới này cho tôi đấy." Mái tóc mới của De Bruyne có góc nhìn chính diện khá giống đồng đội Erling Haaland. Mùa trước, ngôi sao 33 tuổi cũng từng bất ngờ thay đổi kiểu tóc trong giai đoạn nghỉ chơi bóng dài hạn vì chấn thương. De Bruyne không còn để mái tóc cắt ngắn hai bên quen thuộc như phần lớn thời gian trong sự nghiệp. Tái xuất câu lạc bộ, số 17 nhanh chóng tham gia tập luyện. Chờ đợi phía trước Citizen là cuộc đụng độ MU trong khuôn khổ trận tranh siêu cúp Anh. Ngoài De Bruyne, Pep còn chào đón sự trở lại của Ruben Dias, Jeremy Doku và Marouane Fekir sau khi có mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu. Man City tháo chạy khỏi Phil Olmo. Sau rất nhiều chờ đợi, cuối cùng băng tấn Xabi Olmo cũng được kích hoạt trên thị trường chuyển nhượng. Chấp nhận chi ra 55 triệu bảng, trả trước kèm theo 7 triệu euro phụ phí, Barca đã chiêu mộ thành công nhà vô địch Euro 2024. Trước khi Blaugrana hoàn tất phi vụ, Man City cũng nhảy vào cuộc đua cạnh tranh chữ ký của Olmo. Ai hết tiết lộ, tài chính không phải lý do Citizen rút lui, mà vì lo ngại về thể trạng của trụ cột RB Leipzig. Trong 3 mùa giải gần nhất, Olmo đều dính các chấn thương nghiêm trọng và rơi sát dân cỏ dài hạn. Tính riêng chiến dịch 2023-2024, ngòi nổ 26 tuổi phải dưỡng thương tổng cộng 111 ngày, tương đương 29 trận đấu bỏ lỡ trên mọi đấu trường. Không muốn đánh cược với rủi ro, Man City quyết định ngừng theo đuổi Olmo. AS cho biết, Barca cũng chuẩn bị đánh giá kỹ lưỡng tên mình đắt giá trong các cuộc kiểm tra y tế vào ngày mai, trước khi chính thức ký hợp đồng với anh. Từ bỏ thương vụ Olmo, New Citizen vẫn còn khả năng tăng cường chữ ký mới trên hàng công ở trong phần còn lại của phiên chợ hè. Huấn luyện viên Pep Guardiola cần quân bài thay thế Julian Alvarez, tiền đạo vừa đạt thỏa thuận gia nhập Atletico Madrid. UEFA chính thức phạt Dobry vụ ăn mừng vô địch Euro. Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA cuối cùng đã ra án phạt cấm thi đấu tới Dobry và Morata sau khi hai cầu thủ này ăn mừng phản cảm sau Euro 2024. Còn nhớ đội tuyển Tây Ban Nha tổ chức lễ mừng công trước vô địch Euro 2024 chỉ ít ngày sau trận chung kết. Mọi thứ chẳng có gì đáng ngại nếu như Dobry và Morata không có những lời lẽ phản cảm. Cụ thể, Dobry đã hát vang Gibraltar là của Tây Ban Nha và nhận được sự đồng tình từ Morata. Liên đoàn bóng đá Gibraltar đã gửi đơn khiếu nại lên UEFA về vấn đề này và được đánh giá đây là hành động cực kỳ phản cảm, không thể chấp nhận được. UEFA đã điều tra và mới đây chính thức đưa ra án phạt tới Dobry cũng như Morata. Hai ngôi sao của Tây Ban Nha bị cấm thi đấu một trận vì vi phạm các quy tắc về ứng xử. Các fan của Man City áp thẳng rất lo ngại về án phạt này bởi Real Citizen sắp bước vào mùa giải mới. Trong khi đó, tầm ảnh hưởng của Dobry với nửa xanh thành Manchester không có gì phải bàn cãi. Nhìn sang Morata, anh cũng mới chỉ cập bến AC Milan ở kỳ chuyển nhượng hè 2024. Tuy nhiên, thật may cho Man City và AC Milan bởi án phạt kể trên của UEFA sẽ chỉ áp dụng cho các trận đấu chính thức của đội tuyển quốc gia. Điều này đồng nghĩa Dobry và Morata phải vắng mặt khi Tây Ban Nha thi đấu với Serbia thuộc khuôn khổ Nations League. Dobry ở Euro 2024 có màn trình diễn ấn tượng, anh được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất giải. Man City của Dobry đã thi đấu rất thành công tại ngoại hạng Anh. Do vậy, nhiều cổ động viên trông chờ tiền vệ sinh năm 96 sẽ giành quả bóng vàng 2024. Nhưng cũng không ít người đánh giá Dobry khó đạt được điều này bởi dính phải phát ngôn gây tranh cãi kể trên. Aguero xuất sắc hơn Rooney. Giải ngoại hạng Anh đã chứng kiến sự xuất hiện của vô số tiền đạo đẳng cấp thế giới trong suốt 30 năm qua. Một trong số đó là Wayne Rooney, người ghi được 208 bàn trong 491 trận đấu cho MU và Everton. Với năm chức vô địch cùng Quỷ Đỏ,
Cựu tiền đạo này đã được vinh danh vào đại sảnh danh vọng Ngoại hạng Anh năm 2022. Mặc dù Rooney là một trong số những ngôi sao được kính trọng, nhưng một người khác từng trải qua nhiều năm thi đấu đỉnh cao tại Ngoại hạng Anh là Hugo Lloris lại cho rằng một cựu sao Man City thậm chí còn xuất sắc hơn cả cầu thủ người Anh. Trong một đoạn video gần đây được chia sẻ trên kênh TikTok chính thức của The Gun, Hugo Lloris đã tham gia một thử thách lựa chọn các tiền đạo trong quá khứ và hiện tại. Quyết định đầu tiên của thủ thành người Pháp là chọn giữa Rooney và Aguero, và anh đã chọn tiền đạo người Argentina thay vì cựu tiền đạo Quỷ Đỏ. Trong thời gian ở Etihad từ năm 2011 tới 2021, Aguero đã ghi được 184 bàn trong 275 trận đấu tại Ngoại hạng Anh, là vua phá lưới mọi thời đại của câu lạc bộ. Cựu trung phong này từng chọn Phil Foden là cầu thủ Man City yêu thích vào tháng 6, chắc chắn được coi là huyền thoại của đội bóng. Đụng độ với Lloris, Aguero đã chơi 14 trận trong Man City, ghi bàn vào lưới thủ thành người Pháp tới 10 lần trên mọi đấu trường. Trong khi đó, Rooney ghi 4 bàn trong 6 trận gặp Lloris ở MU. Mặc dù cả Aguero và Rooney đều là hai trong số những tiền đạo xuất sắc nhất mà xứ sương mù từng chứng kiến, nhưng đây có thể là lý do khiến Lloris chọn cựu sao Man City hơn là cầu thủ người Anh. Và đó cũng là nội dung cuối cùng của video ngày hôm nay. Hãy đăng ký và ấn rung chuông để ủng hộ chúng tôi nhé.